Quỳnh Hương xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Góc nhìn cuộc sống qua nhân số học của nhà Mercury Inspiration. Và thưa các bạn, cho đến nay thì có lẽ là các bạn cũng đã biết cái sự khác biệt giữa chuỗi thay đổi cuộc sống với nhân số học và góc nhìn cuộc sống với nhân số học rồi phải không ạ? Với góc nhìn cuộc sống với nhân số học thì chúng ta sẽ đến với những câu chuyện đời, ở trong đó có những buồn vui mà nếu mà phân tích qua lăng kính nhân số học thì có thể chúng ta sẽ tìm ra một số những câu trả lời tại sao cuộc đời mình lại buồn vui như vậy. Và qua đó ít nhiều gì cũng có thể định hướng được một số cách để cho chúng ta làm lại một cái phần tới của cuộc sống mình cho nó có thể nó tích cực hơn, nó sáng sủa hơn hoặc là nó an vui hơn. Đây sẽ là một câu chuyện của một em trai. Một em trai vào thời 9X. Các bạn nhớ là tới 9X là lúc nào các bạn cũng có ít nhất, có vốn ít nhất là hai con số 9 trong biểu đồ ngày sinh rồi hen. Thì bạn này đã gọi cô Quỳnh Hương bằng cô rồi, cho phép Quỳnh Hương đọc nguyên văn nha. Con chào cô Quỳnh Hương. Tình cờ con được xem nhân số học của cô trên YouTube. Con ngồi con cộng một hồi thì biết là con số chủ đạo của mình là 3. Nhưng con lại thấy nó không có giống mình lắm. Mặc dù vậy con vẫn rất tin vào nhân số học. Cô ơi, năm nay con đã 26 tuổi rồi, nhưng con vẫn đang lay hoay chưa tìm được hướng đi cho con. Trước kia khi con học đến lớp 10 rồi thì con bỏ học. Sau 4 năm con quay lại trường giáo dục thường xuyên và may mắn thay con đã đậu đại học ở tuổi 23. Học ngành ngôn ngữ Anh khoảng gần 1 năm con lại nghỉ. Và bây giờ thì con xin phụ việc cho một shop hoa. Lý do duy nhất khiến con đi làm chỉ là để giết thời gian. Ghi nhận con này nha. Lý do duy nhất khiến con đi làm chỉ là giết thời gian. Vì con thực sự không biết mình muốn cái gì, thích cái gì và có năng lực trong lĩnh vực nào nữa. Có nghĩa là Quỳnh Hương đoán là gia đình của bạn này thì cũng không quá khó khăn. Đó là bạn không cần tiền lắm. Bạn đi làm duy nhất là để cho nó qua, trôi qua cái thời gian thôi. Bên cạnh đó, con lại còn tự ti và sợ gặp người lạ hay chốn đông người vì con nhận ra mình rất dở trong việc giao tiếp và quản lý cảm xúc. Nhưng con nghĩ rằng mình luôn là người luôn hướng tới sự tích cực bởi con thường nghe và đàn những bài hát được viết theo giọng trưởng thay vì những bài ở giọng thứ ạ. Nói tới đây Quỳnh Hương hiểu là bạn có đọc cái bài của Quỳnh Hương nói về là cuộc đời mình đô trưởng hay la thứ là do mình quyết định đúng không? Mình chỉ cần đổi góc nhìn thôi. Nếu được thì cô con cho con xin lời khuyên. Vậy thì ở đây á, Quỳnh Hương cảm thấy đây có vẻ là một vấn đề chung, không chỉ riêng cho một bạn nào. Và đó là lý do mà nhà Mây Quy rất là thật sự là rất là tâm huyết phải mở những cái lớp học quản trị cuộc sống qua nhân số học, là để dành cho các bạn mà không biết mình phải làm gì, mình không biết mình phải thích cái gì, không biết mình phải như thế nào đó. Thì hôm trước Quỳnh Hương nhớ cái tập đầu tiên của Góc nhìn cuộc sống và nhân số học là có một chàng trai 37 tuổi xuống tới cái độ mà mấy chục năm nay là cái nghề duy nhất là ngồi chơi game, xong rồi đi xuống ăn rồi đi ngủ rồi đó, một vợ ba con mà chưa biết mình phải làm cái gì đó. Thì ở 37 tuổi rồi mà mới bắt đầu tìm hiểu ra để mà định vị lại cuộc đời mình thì thật ra nó không có còn sớm. Nhưng nếu mà bạn này, bạn đang có ngày sinh là 23 tháng 2 năm 1994. 23 tháng 2 năm 1994. Và cộng lại, bạn như bạn tự cộng á, thì nó ra con số chủ đạo là số 3 đó. Thì năm nay bạn này là 26 tuổi. 26 tuổi thì thật ra người ta đã làm được nhiều việc ở trong cuộc sống rồi. Tuy nhiên cái gì nó cũng có lý do của nó. Chúng ta hãy phá lệ một chút xíu để không có đi phân tích biểu đồ trước. Mình sẽ nói lý do vì sao mà anh bạn này mãi tới năm nay 26 tuổi rồi mà cuộc đời vẫn chưa đi đâu, chưa đi được tới đâu. Thì mình sẽ nhớ lại cái đỉnh cao của một đời người. Thì bốn đỉnh cao của một đời người nói cộng theo cái công thức của Pythagore đó. Thì các bạn khoan biết nó là cái gì cái đã ha. Các bạn chỉ nhớ là cái đỉnh cao đầu tiên của người ta là sẽ lấy con số 36 trừ đi con số chủ đạo là số 3. Thì các bạn sẽ thấy là đỉnh cao đầu tiên của người bạn trẻ này đạt được ở trong đời phải là năm 33 tuổi.
Một số người thành công rất là sớm các bạn, không phải ai cũng phải đợi tới đây mới có thành công đầu tiên đâu không. Có một số người nếu như biểu đồ ngày sinh của họ thuận lợi thì họ hoàn toàn có thể đạt được những thành công lớn nhỏ khác nhau. Nhưng để gọi là đạt đến cái gọi là chín mùi để đạt được cái thành công hoặc là một cái cột mốc rất là đáng nhớ đầu tiên trong cuộc đời thì phải đến cái đỉnh cao đầu tiên này là năm 33 tuổi. Vậy thì năm nay em mới có 26 tuổi, xem ra em vẫn còn có cơ hội và thời gian để em điều chỉnh từ từ. Em bắt đầu em gặt hái được những cái hoa ha. Bắt đầu từ bây giờ mình bắt đầu mình trồng hoa đi, để từ từ tới đây bắt đầu trồng hoa trồng cây rồi thì tới đỉnh cao này nó sẽ là đỉnh cao đầu tiên. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ xem là bạn này, cái đỉnh cao đầu tiên của bạn này sẽ là đỉnh cao mang số mấy ha. Mình lấy cái tháng ở đây là tháng 2, ngày sinh là 23, cộng lại là 5. 1994, 1 chính là 10, 19, 19 với 4 là 23, 2 với 3 là 5. Vậy thì cái đỉnh cao đầu tiên của bạn này đạt được trong đời sẽ là con số 2 cộng 5 bằng 7. 5 cộng với 5 sẽ bằng 10. Mà một trong hai đỉnh cao đầu tiên này, con số 10 chưa thể nào có được con số 10, phải là con số 1. Rồi 7 cộng 1 mới ra con đỉnh cao thứ 3 là 8. Và 2 với 5 sẽ là 7. Thì chắc là hổm rài chia sẻ với Quỳnh Hương về rất nhiều những cái số về thay đổi cuộc sống với nhân số học và gọi là cái gì, góc nhìn cuộc sống với nhân số học. Các bạn đã biết sức mạnh của số 7 rồi ha. Thì cuộc đời của người bạn trẻ này sẽ có cái bài học đầu tiên, cái đỉnh cao đầu tiên nó là con số 7. Và trải qua 9 năm nữa, tức là năm, nếu mà đi theo đúng cái lộ trình này á, thì tới năm 42 tuổi thì bạn sẽ đạt được cái đỉnh cao thứ hai là con số 1. Có nghĩa là những cái dây dứt buồn khổ hay rút mắt gì của bạn nó sẽ được kết ở đây, nó sẽ được chấm dứt ở đây, để thêm 9 năm nữa bạn đạt được cái sự gọi là tồn tại độc lập ngay đây. Và 9 năm nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng bạn lại có một bài học nữa thông qua những cái tổn thất mất mát hy sinh, để qua đó bạn sẽ trưởng thành. Vậy thì đôi khi mình cũng phải thẳng thắn để mình nhìn vào sự thật là cuộc đời cho bạn một số những bài thi khó. Nhìn vô đây là Quỳnh Hương thấy là bạn đã có một loạt những bài thi khó. Vậy thì bây giờ mình mới trở lại vào trong cái biểu đồ ngày sinh của mình ha. Thì để mình coi là bạn sẽ có ngày sinh như thế nào. 23 tháng 2 năm 1 9 9 4. Thì bạn nhìn đi. Người như thế này không tính là biểu đồ nó quá xấu đâu ạ. Bởi vì bạn đang có được một trực giác rất là tốt nè. Đối với phái nam mà có hai con số 2 là quý vô cùng. Rồi bạn có được một cái mũi tên về ốc kế hoạch nè. Bạn có một con số 4 để rất là năng nổ sốc phát. Và Quỳnh Hương đọc trong đó thấy lúc nào bạn cũng hướng về hướng tích cực nè. Tuy vậy bạn chỉ cái vấn đề lớn nhất của bạn ở đây á, là bạn đang có hai con số 9 ở thế cô độc. Có nghĩa là ước mơ, lý tưởng của bạn, trách nhiệm của bạn rất cao, nhưng không có khả năng chạm vào thực tế do xung quanh đang trống. Hèn. Vậy thì á, cái vấn đề ở đây á, là chúng ta sẽ coi cái tên của bạn á, nó có giúp được cái gì cho bạn trong cái việc là có khả năng là thay đổi được hay không. Rồi, như vậy thì cái tên của bạn á, nó đang là 4, 9, 5 và 2. Tại vì bạn là một người mà có một cái tên tương đối là đặc biệt ạ. Nó là một cái tên hơi nước ngoài một chút xíu. Cho nên khi mà lấy một cái tên của Việt Nam á, thì nó còn có một cái tên như thế này thôi. Và nếu mà tên như thế này thì mình gắn vô coi nó có thể giúp lại được gì cho bạn hay không nha. Đây, mình sẽ gắn vào bên này ha. Thêm một số 4 nữa, một số 9 nữa, một số 5, nhưng mà lại thêm một con số 2 nữa. Thì các bạn sẽ thấy rằng á, là thật ra cái tên này nè, nó đang làm nhân lên rất nhiều những thứ mà nó đã nhiều rồi.
Mặc dù nó tặng được cho bạn một cái con số 5 rất là quý, nhưng mà lúc này á, bạn lại đang có hai con số 2 nè, ba con số 9 nè, rồi lại hai con số 4, cho nên bạn bị cột về trong các vấn đề về vật chất quá trời quá đất luôn. Bên cạnh đó, cái mũi tên quyết tâm này nó cũng có, nhưng mà bây giờ nó đã thiên quá nhiều vào trong cái mục đích cuối cùng. Cố gắng rất nhiều, nhưng mà vì cái mục tiêu quá cao quá xa, khó có thể đạt với, cho nên nó làm cho mình khổ ha. Vậy thì bây giờ á, khi mà mình nhìn vô trong cái biểu đồ này, các bạn sẽ thấy bên đây hoàn toàn không có một con số 7 nào, không có bất kỳ một cái gì gọi là bất lợi, ngoại trừ là quá dư những con số làm cho cuộc đời của bạn trở nên nó giống như là đưa ra quá nhiều mục tiêu cao, cái mình thấy mình làm không được, cái thông giữa chừng mình bỏ lỡ vậy đó. Cho nên cuộc đời bạn nó đang bị ở trong một cái sự lừng chừng. Vậy thì một trong những cái điều mà Quỳnh Hương có thể đưa ra liền á, là bạn ráng bạn tìm một cái nick, một cái tên thân mật nào đó thay cho cái tên hiện giờ đang nhấn vô số 9, số 2 nữa nè. Thì bạn kiếm đi, bạn kiếm cái tên gì nha. Quỳnh Hương nói nha, đang có cái quota là một con số 1 thì bao gồm có chữ A hoặc chữ S hoặc chữ J, được quyền một con số 1 thôi, đừng có thêm con số 2 nào nữa, đừng con số 3 nào nữa, được quyền thêm một con số 6. Một con số 6 thì gồm có F nè, O nè, X nè. Rồi một con số 5 thì gồm có chữ N, chữ E và chữ V kép nè. Rồi 4 đủ rồi, đừng có thêm số 4 nào nữa hết, được quyền thêm một con số 8. Được quyền thêm một con số 8. Số 8 thì là Q, H và Z. Thiệt ra thì kiếm cũng không có dễ đâu, nhưng mà bạn thử kiếm đi, biết đâu chừng nó ra một cái tên nick gì dễ thương. Sau đó bạn đổi trên Facebook nè, bạn nói mọi người gọi bạn bằng cái tên mới này, thì có thể là làm cho nó thay đổi được chút xíu. Tuy vậy, cái sự thay đổi nào nó cũng sẽ không làm thay đổi được cái trục này. Thì trục này ở đây quy định là bạn đã phải trải qua khá nhiều những tổn thất để bạn học trưởng thành rồi. Vậy thì cái quan trọng nhất để cho mình hiểu á, mình đến cuộc đời này, cái bài học lớn nhất của bạn là phải học yêu thương và chấp nhận mọi cái ha. Vậy thì á, khi mà cuộc đời mình nó cứ làng nhàng mà mình không biết là mình sẽ phải làm cái gì hết á, thì mong rằng bạn sẽ lúc nào mình cũng sẽ điều chỉnh cái kênh của mình, nó đi theo một cái hướng mà nó làm cho mình vui nhất. Và mỗi lần mà bạn chuẩn bị bạn bỏ một cái gì đó hổm ràng, thì mà cô Quỳnh Hương đọc ở trong đó, cô Quỳnh Hương thấy là con cứ học bao nhiêu lâu đó rồi con bỏ, cái xong con quay trở lại thì con bỏ, cái xong đi đâu con lại bỏ. Thì bây giờ á, để chống lại cái bệnh hay bỏ của mình, mỗi lần con sắp bỏ thì con hãy niệm lại là nếu mà mình bỏ là mình đi theo đúng cái lộ trình là tổn thất của mình á. Nhiều khi mình sống tới cuối đời luôn mà mình cũng không biết là mình sống để làm gì, nó coi như đi du lịch thì nó rất là uổng ha. Và ngoài ra, như là cô hay khuyên tất cả các bạn trẻ là mình đừng đợi để thấy được tổn thất rồi mình mới tìm tới những cái giá trị tâm linh. Các bạn càng sớm càng tốt, các bạn cứ mở lòng mình đi. Thì dĩ nhiên là nếu mà bạn trẻ quá mà cô Quỳnh Hương cứ khuyên các bạn phải tìm tới những cái giá trị về đức tin với tâm linh, chắc các bạn không chịu. Mặc dù là các bạn, tại vì các bạn đâu có khổ về mặt thể chất hay là đâu có khổ tâm gì đâu, các bạn chỉ có thấy cuộc đời mình nó trôi lông bông leo bêu mà không biết nó đi về đâu thôi. Thành ra đối với những người mà có nhiều con số 9 như vậy á, thì cái giá trị lớn nhất của bạn phải là biết đủ ha. Và ngoài ra các bạn sẽ đọc một vài câu thần chú. Những câu thần chú khiến cho tâm mình mở ra, mình không chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà mình sẽ còn biết nghĩ cho những người xung quanh mình, gọi là phát rải tâm từ á. Thì em cũng nên thiền thêm. Em cứ ngồi im, em hít thở và em tập yêu thương mọi điều xung quanh mình. Ngoài ra cô Quỳnh Hương cũng khuyên á, bạn nên đọc những cái bài kệ nhỏ nhỏ. Ví dụ như em là đạo chúa đi, thì em kiếm những cái bài thơ nhỏ nhỏ mà trong đó phát cái tâm từ lên. Còn cô Quỳnh Hương thì rất là thích cái bài kinh từ ái. Thật ra nó không có một cái chữ gì gọi là đạo hay là thần Phật gì ở trong đó, nhưng ở trong đó chan chứa một cái tình yêu thương. Cho nên cô Quỳnh Hương hay đọc mỗi ngày, và
cũng khuyến khích các bạn trẻ đọc theo. Các bạn thấy nó đâu có khó đọc, Quỳnh Hương đọc thử nha. Hằng mong người an tịnh, trí tuệ càng hiển minh, nguyện thái bình an lạc đến tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh, nhỏ lớn hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình. Lòng từ của ta nè, không phân biệt, gần xa, không kể xiết, nguyện tất cả chúng sanh tròn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, dù bất cứ điều gì. Đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi oán tưởng. Giờ mình cứ tập đi, mình nghĩ như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình. Hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh, từ bi giao cùng khắp cả thế giới bao la, trên, dưới và quanh mình. Không hẹp hòi oan trái, không hờn giận oán thù. Khi đi đứng nằm ngồi, khi nào còn tỉnh thức, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiến thủ, giới hạnh được tự thành, chánh trí đều viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thì sẽ thoát ly đường sinh tử. Các bạn thấy không? Cô Quỳnh Hương còn thuộc được cái bài này thì các bạn nên tập từ từ. Nó là một bài thơ thôi, nhưng mà cái sức mạnh về mặt năng lượng cũng như là mặt tâm từ của nó rất là lớn. Khi mà các bạn đọc nó mỗi ngày á, nó gần giống như bạn đi thoa thuốc cho những cái vết thương của các bạn mà các bạn không biết vậy đó. Bạn đọc riết tự nhiên trái tim bạn nó mềm ra, những cái lỗi lầm nào đó trong quá khứ của bạn nó cũng sẽ được xoa dịu, xóa nhòa. Rồi từ từ nó sẽ thay đổi. Rồi một lúc nào đó con người bạn cũng sẽ thay đổi. Cô Quỳnh Hương ước mong là rồi một ngày nào đó sẽ được nhận cái thư của bạn để báo về những cái thay đổi tích cực mà bạn đang có ha. Còn bây giờ thì Quỳnh Hương xin được chào tạm biệt tất cả quý vị và các bạn. Và mời các bạn cùng đăng ký theo dõi kênh YouTube Quỳnh Hương Lê Đỗ để có thể theo dõi được những cái tập tiếp theo của cả hai chương trình Thay đổi cuộc sống và Góc nhìn cuộc sống với Nhân số học. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.